Chương trình từ thủ đô B, luật sư Chỉnh Thiền hôm nay xin kính chào quý vị khán thính giả. Chúng ta sẽ có một đề tài nóng bỏng để nói chuyện. Đề tài hôm nay rất đặc biệt, nói về một nữ luật sư đang hành nghề tại Việt Nam tên là Nguyễn Thủy, và cô đã sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu chính kiến về một vấn đề đang sôi nổi ở Việt Nam, đó là vụ án Đồng Thuận. Thì ngay lập tức có những luồng tin tức chống và những luồng tin tức ủng hộ cô luật sư Nguyễn Thủy này. Thì chúng tôi rất mong quý vị khán thính giả lên tiếng cho biết cái chính kiến của mình, thưa quý vị. Quý vị hoàn toàn được quyền viết những status, những ý kiến để đóng góp cho cái việc gọi là tự do ngôn luận của cô luật sư Nguyễn Thủy tại Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.